Có trách nhiệm tổ chức thi hành lệnh này, yêu cầu tất cả những người có mặt không tự ý rời khỏi nơi đang khám xét. Người đàn ông tự thả xe máy vào ô tô đậu trước nhà, cố ý làm hư hỏng tài sản và cái kết. Vừa qua, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Công Đức, sinh năm 1986, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, theo quy định tại khoản 1, điều 178 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2024, Nguyễn Công Đức về nhà thì thấy Nguyễn Anh P, sinh năm 1989, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyundai, loại Accent, sơn màu đỏ, biển số 38A501XX, chở khách đến dừng bên đường phía trước nhà anh Ngô Văn Nợ, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn. Thấy vậy, Đức đã có lời qua tiếng lại với anh P. Do bức xúc, Đức chạy về nhà lấy xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, biển số 38V14458, chạy hướng về xe ô tô của anh B đang đổ bên đường. Khi đến gần xe ô tô, Đức nhảy xuống xe cho xe mô tô lao vào phía trước xe ô tô của anh B, làm xe ô tô bị vỡ lốp và xước, móc méo nắp capo, trượt xước ốp sườn trước và cửa xe phía trước. Đức lái xe rời khỏi hiện trường, sau vài tiếng bị cảnh sát trích xuất camera bắt. Nhà chức trách xác định tổng thiệt hại Đức gây ra cho chủ ô tô là gần 5 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Đức khai thấy tài xế đổ xe gần ngã ba có thể gây cản trở phương tiện qua lại nên bức xúc, không làm chủ được hành vi. Theo chính quyền địa phương, Đức không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên có hành vi gây gổ làm mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức giao thông đáng chú ý trong cuộc sống nhé!